Rồi em xin kính chào quý vị anh chị cô bác nha. Đó, Đài Quảng Trị ngày hôm nay số cũng nhiều. Ngày 28 tháng 9 thứ năm. Đó, Quảng Trị là thứ năm nha anh chị. Đó. Rồi 87 số đầu tiên. 04 96 78 13 22 40 55 69 31 79 04 05 93 04 được giờ sắp rồi nha anh chị. 56 ở Quảng Bình nè, Quảng Bình ngày hôm nay thứ năm luôn, có tôm 3 nè, 46 nè, tôm rồi Quảng Trị luôn nha anh chị. 19 2 tôm 37 46 51 65 14 23 00 92 3 tôm 3 24 60 và tôm tôm rồi. Rồi nha anh chị, thì số tài khoản cũng như thường lệ thôi. Đây số tài khoản 451-220-523-226 nha anh chị. Đây, kéo xuống túng cái này luôn rồi. Đó quý vị, đó. Đó, 3226 nha. Rồi, số điện thoại nha anh chị, Zalo các bạn. Có gì anh chị có nhu cầu đặt vé thì liên hệ với em nha. Ở buổi sáng em bón trên trục quốc lộ 24B nha anh chị. Rồi giờ này cũng còn sớm, mới khoảng 6 giờ thôi. Rồi, cảm ơn quý anh chị xem video của em nha. Anh chị nào có nhu cầu mua số thì liên hệ với em nha. Đó, số này nhiều. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem dành thời gian xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại với anh chị cô bác nha. Ngày hôm nay thời tiết là bốn mưa nhưng mà cũng đỡ. Ít có mưa, Quảng Ngãi ít có mưa, ở khu vực quê em ở ít có mưa nha anh chị. Huyện Sơn Tịnh ít có mưa cũng đỡ, cũng bón rai rai chứ nếu không thì mưa là khó bón lắm nha anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Rồi chào khán giả đi con. Ủa, khán giả bấm.